tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 47. Phiên họp diễn ra từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 8. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát với những diễn biến phức tạp hơn. Với kinh nghiệm đã có, cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã tiếp tục đoàn kết, đồng lòng với tâm thế bình tĩnh, quyết liệt, khẩn trương và tập trung cao độ để tập trung khoanh vùng, kiểm soát lây nhiễm, xử lý triệt để các ổ dịch. Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của luật cư trú sửa đổi. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến đó là việc thay đổi phương thức quản lý cư trú mới từ cách thức thủ công truyền thống bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các tàng thư văn bản sang quản lý bằng số hóa. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cơ quan thẩm tra luật này, tán thành việc thay đổi phương thức quản lý cư trú mới. Tuy nhiên, băn khoăn về tính khả thi của phương thức quản lý này, Ủy ban Pháp luật cho rằng quy định thời điểm có hiệu lực của luật là từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 là không đủ thời gian để bảo đảm các cơ sở dữ liệu liên quan có thể hoàn thiện và vận hành ngay được. Từ đó, đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định một thời kỳ chuyển tiếp cho phép cơ quan nhà nước và người dân được sử dụng đồng thời cả thông tin dữ liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh nơi cư trú, bao gồm cả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp trong các giao dịch hành chính, dân sự, nhất là tại những nơi chưa đáp ứng được hạ tầng kết nối với các cơ sở dữ liệu nói trên cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, không đồng tình với ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng việc giữ lại sổ hộ khẩu đến năm 2025 là không cần thiết. Nhưng bây giờ lại lưu lại một nhiệm kỳ nữa, 5 năm nữa, thì cái này tôi thấy là cái quyết tâm để thực hiện cái việc này nó không cao. Ngày 15 tháng 9 này, năm 2020 này là cái hệ thống này là phải được hoàn thiện. Thế nên là nếu trên căn cứ vào cái việc này nữa thì cái kết nối, cái hệ thống chung trong cái chính phủ điện tử là rất thuận lợi rồi. Đấy, mà còn những cái vấn đề gì cần phải tiếp tục phải chỉnh sửa nữa thì đến mùng 1 tháng 7 năm 2021 khi luật này có hiệu lực, nếu chúng tôi thấy nếu mà đã thực hiện được cái như thế này thì cái kết nối liên thông giữa các cơ quan, các địa phương là rất tốt. Phát biểu về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đã đến lúc phải bỏ sổ hộ khẩu giấy và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Những thủ tục có liên quan đến sổ hộ khẩu có thể bỏ đi, cải cách, đổi mới. Giảm bớt những cái thủ tục thì cho dân nhờ. Tôi là hoan nghênh cái này, tôi nói lại hôm trước tôi nói rồi. Cái gì tiến bộ, cái gì hiện đại, cái gì thuận tiện cho cuộc sống của nhân dân thì chúng ta phải làm chứ. Đừng có luyến tiếc những cái mà nó, những cái thủ tục hành chính quá rườm rà. Còn trong trường hợp mà tới đó nó còn lấn cấn gì đó thì Quốc hội có thể ra một cái nghị quyết cho gia hạn thêm. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính.